Hello các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube channel của Biển Xanh Nắng Ấm ngày hôm nay. Hôm nay mình làm cái video để mình review cái GoPro số 11 cho fan của mình và cho những người cần, giống như những bạn làm YouTube, những bạn thích quay phim thì xem video này trước khi mua. Thì cái GoPro số 11 mà hồi hôm bữa mình có unboxing cho các bạn xem thì nó đến với một cái hộp này cho Creator Edition, là cho những người mà dùng để quay phim, thì nó gọi một cái tên vậy thôi, cho những người mà chuyên về quay phim và edit làm YouTube thì mua sẽ hợp. Thì mình nghe cũng bùi tai, và lúc đó thì cỡ tháng cuối tháng 11 thì mình mới quyết định quay lại với YouTube. Thì giống như ông trời có những sắp xếp mà các bạn, thì mình muốn quay lại với YouTube thì mình mới lên, mình tính mua thêm những cái phụ kiện cho GoPro số 8 của mình, nhưng mà mình thấy cái GoPro mới nhất là 11 nó on sale, nó giảm giá, thì thôi mình mua, mình thấy cái này hấp dẫn thì mình mua luôn. Thì hôm nay mình sẽ review cho các bạn biết là có nên mua hay không, và những cái gì mình thích nhất, những cái ưu điểm và khuyết điểm của GoPro đó. Thì ở trong một cái hộp như thế này thì nó có tất cả những đồ như thế này. Trừ cái này của Apple nha, có hết tất cả những đồ như thế này. Thì mình sẽ nói từng cái món. Thì cái máy GoPro á, nó hồi xưa nó ra thì nó có rất là nhiều khuyết điểm, mà giờ nó cũng đỡ hơn nhiều rồi. Hồi xưa thì cái khuyết điểm đầu tiên mà mình không thích nó là nó không có cái màn hình phía trước, cho nên mỗi lần mình quay phim á, mình phải nhắm rất là bực. Giống như hiện tại thì mình đang quay bằng cái iPhone 12 Max Pro. Thì cái iPhone nó có cái ưu điểm là các bạn quay mà thí dụ trong nhà kính của mình nó tối, các bạn cũng không cần đèn thì thấy rất khá là rõ. Máy quay phía sau nhìn nó rất là đẹp, nhưng mà máy quay phía trước á, nó không có đẹp lắm. Thì hiện tại mình phải dùng máy quay phía trước để mình thấy mình đang quay cái gì á, thì không sao. Thì mình đang review GoPro mà. Thì cái khuyết điểm thứ nhất là nó không có cái màn hình phía trước như cái GoPro số 8. Nhưng mà cái GoPro số 11 nó đã có cái màn hình phía trước rồi, thì mình rất là ưng ý. Thì hồi xưa không có cái màn hình phía trước thì các bạn phải mua cái Media Mode, là các bạn gắn cái này vô đây rồi gắn lên cái màn hình phía trên để thấy, thì nó rất là bất tiện. Thì giờ nó có cái màn hình phía trước luôn. Rồi kế tiếp là rồi để mình gỡ này ra nha. Cái khuyết điểm thứ hai của GoPro mà mình không có thích là cái cục pin của nó rất là mau hết pin. Thì cái cục pin của GoPro số 8 thì nó là cái cục pin màu xanh. Thì khi mà các bạn quay video mà ngồi nói chuyện cỡ 15 phút là nó hết pin à, coi nóng máu coi tức ha. Thì phải thay cục pin, thì nói chuyện nửa tiếng là thay hai cục pin, còn không thì phải chạm pin, thì nó rất là khá là bất tiện. Thì bây giờ cái GoPro số 11 nó ra cái cục pin này thì nó hơn cái cục pin số 8 á, cái màu xanh á, nhưng mà mình không có đoán là biết bao nhiêu. Thì mình cũng có hai cục pin, thì mình mua một cái Creator Edition này á, thì nó có những gì? Nó có cái máy GoPro nó có cái một cục pin ở phía ngoài, rồi nó có cái Media Mode, là cái này là để các bạn gắn vô cái GoPro rồi gắn đèn, rồi có microphone, rồi gắn mic vô rồi đó. Đó. Rồi nó có hai cái đồ chạc pin. Thì một cái đồ chạc pin á, thì các bạn chạc cho nhiều lúc cái cục pin phía ngoài nè, chạc cái này. Rồi một cái thì các bạn, nó giống nhau thôi, chạc cho cái đèn. Nó có cái đèn nữa các bạn, thì có cái nắp đây các bạn chạc pin, bỏ vô đây, chạc pin. Thì USB có thể các bạn gắn vô cái máy tính, hoặc là gắn vô thẳng. Thì mình dùng cái này là của Apple thì gắn cái USB vô đó. Rồi ngoài ra thì có những cái phụ kiện như sau. Có cái này các bạn dán lên chiếc xe, sau đó có cái này gắn cái GoPro rồi xe nó sẽ quay lúc mình chạy, thì có cái này. Rồi nó có hai cái luôn các bạn. Thì cái này gắn GoPro với cái này thì nó có hai cái luôn cho mình ha. Để nhiều lúc mình gắn hai thứ đó. Có thêm một cái này để các bạn có thể gắn vô cái chỗ này, để các bạn bỏ thêm một cái máy GoPro nữa, thì nó có thêm cái này.
Rồi nó có một cái đĩa nhớ chỉ có 25 GB, rất là ít. Và nó có cái nắp này là cái nắp nguyên thủy của cái GoPro nè, nắp nguyên thủy của GoPro đây. Và còn mấy cái ốc vít này đó, còn ốc vít khác. Thì bây giờ mình sẽ nói về cái máy GoPro nha. Đúng không? Khuyết điểm là cái cục pin rất là mau hết pin, và nó đã cải thiện ra một cái cục pin lớn hơn, sẽ dài hơn. Nhưng mà cái bứt phá của GoPro hiện tại á, là một cách đây mấy tháng thì nó ra cái cục pin bự luôn. Cái cục pin này thì các bạn quay 4 tiếng vẫn không hết pin 4K nha. Thì nó rất là tiện, nó hơi nặng nhưng mà thật ra nó nặng hơn cái cây này thôi, nhưng mà nó khi mà các bạn cầm quen thì các bạn thấy cũng ok. Thì cái này là cái cục pin bên ngoài thì nó có cái chân mà. Thì các bạn đi ra ngoài thì cầm về quay rồi mình có thấy cái màn hình ha. Còn nó có cái chân máy thì như vậy, thì các bạn để nó xuống khi mà ăn uống hay gì á, thì mình để nó xuống thì mình sẽ chỉnh lại cái máy quay của mình nó như vậy đó, như vậy nè đó. Thì cái chuột vít ở đây nó rất là dễ mà các bạn đẩy tới đẩy lui. Thì giờ mình nói là cái khuyết điểm của nó là cục pin, nhưng mà tại vì nó đã cải tiến ra cái cục pin bự ở ngoài, và nó bán hình như giá 129 đô, nhưng mà mình mua luôn cái nguyên cái này á, thì mình tính ra mình chỉ mua cái cục pin này chỉ có 95 đô thì cũng khá là rẻ. Và cái cục pin này nó mình rất là thích. Cái thứ nhất là mình quay được lâu rồi mình chạc pin á, nếu mà các bạn chạc pin á thì các bạn chạc như thế này, nó ở đây gắn nó ra nè, cái nút này gắn ở đây ra chạc pin vô rồi chạc pin thôi, là nó rất là tiện. Và khi mà các bạn cầm á thì các bạn nhấn nút này là nhấn nút quay luôn nè đó. Rồi để xài cái cục này thì nó cũng khá là dễ. Thì cái khuyết điểm kế tiếp để mình nói luôn rồi mình mới nói cái cách xài, thì cái khuyết điểm kế tiếp là cái máy GoPro nó rất là dễ bị nóng. Trong trường hợp các bạn bỏ cái cục pin này vào đây, để mình đây cách bỏ pin nè, bỏ cục pin này vào đây và các bạn đậy nắp lại rồi các bạn bỏ thêm cái này phía ngoài thì nó rất là dễ nóng. Các bạn quay cỡ chừng 15-20 phút là nó sẽ tự tắt vì nó quá nóng. Cho nên cái giải pháp là các bạn đừng có bỏ cái cục pin vào, các bạn chỉ cái này là cái nắp nguyên thủy của GoPro nè, thì nó dài, các bạn bỏ cục pin rồi các bạn nhấn ở đây đó, rồi các bạn sẽ nhấn xuống đây, được nhấn xuống đây là kéo này ra nha, kéo này ra rồi xong đó, là đây là cái máy GoPro nguyên thủy rồi đó. Nhưng mà bây giờ mình không có dùng cái cục pin ở trong mà mình dùng cái cây này, thì ở trong cái hộp này và khi các bạn cái hộp này và khi các bạn mua cái cây này không á, thì nó sẽ cho các bạn cái nắp này đó. Thì các bạn có thể dùng hai cách để mà xài cái cây này, một là dùng cái nắp của nó, hai là các bạn dùng cái này thì gắn vô, thì dùng cái nắp của nó trước nha, thì các bạn sẽ gắn này vô đó, rồi gắn dài đó, rồi cái cục pin ở ngoài thì nó dài thì các bạn sẽ gắn nó vô đây đó, thì nó sẽ thành cái đồ mà mình có thể quay được. Thì khi mà cái máy nó dễ bị nóng á, thì các bạn sẽ dùng cái cục bên ngoài thì nó không có bị nóng. Rồi giải quyết được những cái vấn đề mà mình không thích ha. Rồi khi mà các bạn mua, cái kế tiếp là mình muốn nói là, để mình tháo này ra, là cái thẻ nhớ của máy quay GoPro nó cho các bạn cái thẻ nhớ quá ít, 25 GB là quá ít. Cái phone khi mà các bạn giờ mua là cũng là 256 GB rồi, giống như là các bạn phải cần rất là nhiều quay để cho nó thì cái thẻ nhớ nó nằm ở đây. Đây cái thẻ nhớ nó nằm ở đây. Khi mà các bạn muốn thay thẻ nhớ thì nhấn nó vào. Đó, cái thẻ nhớ thì mình mới phải mua cái thẻ nhớ riêng á, ở ngoài là 256 GB. Và cái thẻ nhớ của mình mua cho cái máy GoPro 256 GB có giá tiền là 26 đô ở Amazon thì khá là rẻ. Các bạn chỉ cần mua một lần thôi rồi sau đó mình xài á, mình delete. Rồi cái hiệu mà mình mua là phải cùng với cái hiệu mà máy GoPro nó đang xài, là cái hiệu
Scandisk nha các bạn, Scandisk mà Extreme đó, đó là cái hiệu đó. Thì mình sẽ để ở dưới cho các bạn thấy. Nhớ khi mà các bạn gắn vô mấy GoPro nó có chút xíu à, thì các bạn chỉ gắn nó vô rất là dễ dàng, lấy cái kia ra rồi gắn cái này vô thôi. Đó. Thì bây giờ cái này là cái 25GB mà nó cho, thì mình không có dùng, ít quá thì mình sẽ bỏ nó đây, mình giữ nó, giống như trong trường hợp mình cần thì dùng. Rồi cái này thì mình bỏ ngay đây, bỏ vô đây, đây thì nhớ đó. Đó. Rồi khuyết điểm là thẻ nhớ quá ít, thì mình phải tự mua thẻ nhớ, thì 26 đồng không có gì hết. Rồi bây giờ thì kế tiếp là mình muốn nói là nó sẽ dễ bị trầy cái máy camera đây. Thì khi các bạn cầm cái phone á, thì các bạn quay phim á, thì cái camera có chút xíu, thì GoPro camera bự như vậy thì quay nó mới đẹp. Thì để tránh trường hợp trầy thì các bạn phải mua thêm một cái này. Một cái này thì chỉ có 10 đồng thôi, thì các bạn mới bỏ nó vào đây. Bỏ lộ, mình bỏ này. Đó, rồi, dài ha, kéo nó lại. Rồi, đây, thì nó như vậy thì nó sẽ không chạy bỏ vô ba lô. Rồi, xong. Thì á, cái kế tiếp mình muốn nói là cái máy GoPro thì mình thích nó ở cái độ nhẹ và nhẹ thôi. Nhưng mà nó có thêm cái cục pin ở phía ngoài này thì nó thay nó rất là nặng. Thì bây giờ mình sẽ cho các bạn xem cái độ nhẹ mà mình xài cái cây bình thường. Thì các bạn mở ra. GoPro giống như hiệu Apple, đồ rất là xịn. Rồi. Đây, cái ốc vít của nó xịn lắm, thấy ghét lắm. Rồi. Thì khi mà các bạn xài không mà không có cục pin ở ngoài thì các bạn phải bỏ pin của nó vào đây. Rồi, bỏ nó vào đây. Rồi sau đó thì các bạn sẽ dùng cái nắp của nó bỏ vào đây. Đây là khi mà mình đi chợ búa, hoặc mà mình đi chỉ có đi tiệm Home Depot, thì mình đi với chồng mình á, mình đi có chút xíu thì mình sẽ dùng cái này nha các bạn. Đó. Rồi mình chỉ cần có cục pin này. Rồi mình sẽ gắn nó vào cái cây này. Cái cây này á mình phải mua riêng á, thì nó có giá là như 32 đô, mà mình có discount mình mua chỉ có giá là 27 đô thôi. Thì mà các bạn gắn vào đây. Đó. Các bạn mới đầu xài á, thì sẽ không có quen á, nhưng mà xài lâu lâu á, thì quen thôi. Rồi. Gắn vào đây. Thì đây là cái máy quay mà mình cầm đi, mình quay trong những cái chuyến đây rất là ngắn. Đi chợ, đi búa thì không cần phải cầm thêm cái này, tại cái này nó rất là nặng và nó không có tiện á. Nhưng mà nếu mà bạn không ngại thì cầm cái này cũng được. Mình cầm cái này tại vì mình ngại, mình sợ người ta dòm á, thì cái này nhỏ nó không dòm, cái này hơi bự chút. Đó. Thì nó có một cái này là các bạn kéo lên. Đó. Rồi các bạn có cái cây đứng nè. Các bạn đó, như vậy. Thì nếu mà mình đem cái này ra ngoài á, mình sẽ đem theo cái giá này, với lại mình đem theo một cục pin nữa để có gì hết pin thì mình thay. Đó, nhưng mà thường nếu mà mình quay ở nhà thì mình sẽ không có dùng cái này, mà mình dùng cái cục pin ở ngoài. Thì mình sẽ tháo nó ra, mình sẽ chỉ cho các bạn. Mình tháo cái cây này ra. Đó. Rồi mình tháo thì các bạn bỏ vô để nó mất. Rồi. Thì các bạn không có cần cái cục pin. Khi mà mình quay nha, mình không cần cục pin. Đó. Mình chỉ cần này thôi. Đó. Rồi ở nhà thì mình chỉ dùng cái nắp rồi cái máy này thôi. Nhưng mà nếu trong trường hợp các bạn muốn gắn đèn á, thì mình sẽ gắn cho các bạn xem nha. Bây giờ mình tháo cái này ra. Đó. Rồi mình sẽ gắn, nếu mà mình muốn gắn đèn với là cái mic để mình quay á, thì mình phải dùng cái này. Đó, mình tháo nó ra. Và mình sẽ gắn máy GoPro vào đây. Nè, cái này nó có thì gắn nó vào. Đó. Đó. Rồi vào đây. Và mình đóng nó lại. Đó.
như vậy á thì nó có cái microphone nè các bạn, rồi nó cái đèn các bạn muốn gắn vào đây thì gắn cái đèn vào, còn cái đèn các bạn muốn chạy pin thì chạy pin bằng cái đèn nè, nó có này nè, rồi các bạn cứ chạy pin nha. Rồi cái đèn thì gắn vào đây đó, thì đây cái đèn nè. Nhưng mà có một cái khuyết điểm của cái này á, khi mà các bạn dùng media mode này nó sẽ rất là nóng cái GoPro, nó nóng cục pin, các bạn quay cỡ chừng 20 phút là nó tự nó tắt, thì cái đó cái bất tiện. Nhưng mà nếu mà các bạn quay mà dùng cái cục pin bự á, thì cái cây cắm thì các bạn sẽ cắm ở đây nha, cắm ở đây. Rồi còn microphone á, thì các bạn có thể mua ở ngoài riêng, cái mà có dây cũng được. Đây cái này rất là dài, mình mua cái có dây chỉ có 20 đô thôi. Và các bạn luồn ở trong áo và để đây, và gắn cái microphone thì các bạn gắn ở đây. Gắn ở đây, đó, microphone. Rồi có thể dùng cái cây này hoặc là dùng cái cây kia đều được. Rồi bây giờ thường á là mình thấy khuyết điểm của cái này là rất là dễ bị nóng. Nhưng mà khi các bạn quay buổi tối mà các bạn bật đèn thấy quay cũng được lắm. Nhưng mà quay buổi tối á thì các bạn quay bằng phone thì sẽ đẹp hơn. Thì bây giờ mình sẽ tháo cái này ra, mình chỉ cái nào mình thích nhất trong cái sản phẩm của GoPro nha. Giờ mình tháo này ra đã. Tháo cái đèn ra. Tháo cái này ra. Đó. Thì thường ở nhà mà mình quay máy GoPro đó với các bạn á, thì mình sẽ dùng cái nắp này. Cái nắp này là để mình gắn, nó có cái lỗ nè, để mình gắn cho cái cục pin bự á. Thì mình sẽ gắn nó vào đây. Đó, rồi mình gắn đó, đó. Rồi, cục pin bự thì đây các bạn. Cái GoPro nó rất là nổi tiếng về cái action. Nhưng mà mình có nói những ưu và khuyết điểm của nó. Nó đâu có tặng mình cái sản phẩm này đâu, này sản phẩm mình phải tự mua, cho mình sẽ nói cho các bạn những cái ưu và khuyết điểm của nó, chứ nó đâu có trả tiền cho mình nói tốt đâu các bạn. Có trả tiền mình sẽ không nói tốt đâu. Rồi đây cái này thì các bạn sẽ gắn vào đây. Đây cái Volta là cái cục pin ở ngoài, là một cái product đó, thắng lớn của GoPro vào cách đây mấy tháng đó. Thì bây giờ đây, thì đây lấy ra. Rồi cái này thì mình sẽ gắn vào đây. Đó, đây. Đây là cái yêu thích setup của mình. Và trong này mình không có bỏ cái cục pin nha, mình chỉ dùng cái cục pin này thôi. Thì trước khi các bạn bật lên thì mình turn on cái Volta này, và mình sẽ turn on cái máy lên. Đó, mình quay cái máy nè các bạn. Đó, khi mà mình quay á, thì các bạn thấy cái camera trước không? Và cái camera sau nữa. Đó, thì các bạn thấy mình nè, đó. Thì quay GoPro á, nếu mà compare với phone á, mình cảm thấy GoPro quay đẹp hơn phone rất nhiều. Và nó hợp cho khi mà các bạn quay ở ngoài đường, mà đi vlog, mà các bạn quay làm vườn rồi đó, hoặc trời âm u quay cũng rất là đẹp. Thì có cái setup, những cái setup mà nó đã setup sẵn cho các bạn. Thì ở trong này các bạn thấy các bạn có thể dùng quay 4K. Đây nè, các bạn dùng quay 4K nó có setup sẵn rồi. Thì mình sẽ làm một cái video để mà mình quay cái cách xài máy quay GoPro. Bây giờ mình sẽ tắt nó. Tắt nó là nút tắt đây. Video này mình chỉ nói sơ sơ những cách dùng và những cái ưu điểm khuyết điểm của GoPro thôi, là các bạn có nên mua hay không á. Thì đây là cái bộ mà mình thích nhất, cái GoPro với lại cái Volta, cái cục pin ngoài. Nhưng ngoài ra thì mình cần phải có cái thẻ nhớ, mình cũng cần có thẻ nhớ, và mình thích cái này, và mình cũng rất thích cái chân này. Cái chân này thì rất nhẹ và gọn, mình bỏ vô túi còn được nữa, mình bỏ cái vô túi còn được. Rồi ngoài ra thì các bạn phải có nhất hai cục pin. Thường nó đưa các bạn chỉ có một cục pin, thì các bạn mua thêm một cục pin nữa phải có giá là 19 đô. Nếu mà các bạn có discount thì nó sẽ thấp hơn, thì thêm cái này nữa. Đó, thì cái hồi nãy cái này mình cũng thích. Còn nói về cái media mode này mình có thích hay không, thì cái này á, nó dễ sử dụng nhưng mà nó rất là dễ bị nóng.
Và nó chỉ được cái là mình có thể gắn cái microphone vô đây rất là một cách dễ dàng để mình quay. Và nếu mà các bạn xài mà cái cây này thì các bạn gắn vô đây thì cái âm thanh nó rất là tốt và dễ gắn dễ xài. Nhưng mà được bị cái là khi mà các bạn dùng cái này á thì để tránh trường hợp bị nóng máy thì các bạn đừng có bỏ cái cục pin vào đây, các bạn chỉ dùng cái này thôi rồi dùng cái cục pin ở ngoài thì cái tình trạng nóng máy nó sẽ không có xảy ra. Và cái cục pin nó dễ hết pin thì các bạn dùng cái cục pin ở ngoài thì tình trạng hết pin cũng đỡ hơn. Và có một cái khuyết điểm của máy quay GoPro nữa là quay hơi bị tối, làm máy quay GoPro nó chỉ có ưu điểm là khi các bạn ra ngoài quay vlog á, quay cảnh, quay bầu trời, quay là cực kỳ đẹp, siêu đẹp. Họ nói máy quay này rất là đẹp. Nhưng khi mà các bạn nắng ấm ngồi trong nhà kính mà quay phim á, mà dùng máy GoPro, mình đã bật thêm đèn và mình để cái đèn nhỏ đây nè, mà vẫn tối. Khi mà các bạn coi mấy video nói chuyện của nắng ấm thì nó tới tối là các bạn biết dùng máy quay GoPro, nhưng mà cái nét nó rất đẹp và có thể là có vài cái ánh sáng nhìn nó cũng khá là hay. Nhưng mà máy quay GoPro khuyết điểm là quay khá tối. Sau ngày hôm nay mình sẽ lên YouTube để mình xem cái cách chỉnh mà khi mà không có ánh sáng nhiều thì chỉnh sao để quay cho nó đẹp, nhưng mà nó cũng khá là tối, thì đó là khuyết điểm. Thì khuyết điểm của nó là gì? Dễ bị nóng, nếu mà các bạn bỏ pin vào đây rất là dễ bị nóng và tự tắt máy. Nếu để giải quyết tình trạng đó thì dùng cái pin này. Rồi cái thứ hai là memory, nó đưa thẻ nhớ thì ít thì mình mua thẻ nhớ thêm. Cái kế tiếp là nó dễ hết pin. Rồi cái kế tiếp là quay tối không đẹp, nhưng mà ưu điểm của nó là gì? Quay rất là đẹp, rất là nét và dễ cầm dễ xài. Nếu mà các bạn mắc cỡ các bạn mắc cỡ thì các bạn dùng cục pin. Và dùng cái này thì nó cũng không có bị nóng đâu. Thì vậy thì các bạn quay ở trong chợ, đi chợ mà các bạn cầm một cái máy nhỏ xíu thì cũng không ai để ý lắm. Nhưng mà mình thấy mà dùng cái phone mà đi quay vlog ở ngoài thì người ta để ý, người ta dòm ngó và người ta không thích đâu. Thì cái đó hơi bất tiện. Mà phone bây giờ nó quay cũng khá là đẹp, nó cũng khá là ngang ngửa với GoPro, cho nên GoPro nó bởi vậy nó giảm giá liên tục là vậy đó. Thì ưu điểm thì quay đẹp, tiện lợi, nhìn xịn, nhìn thí dụ mình đi ra cái mall mà mình quay cái phim mình dùng máy GoPro mình nhìn cũng chất hơn là mình dùng cái phone. Với lại cái phone á, nếu mình dùng mình quay á thì nó không có tiện cái là mình phải cầm hai tay, phải thêm cái gimbal nữa, cái cây nữa. Rồi nó bất tiện khi có ai gọi vào và nó dễ hết pin là mình không có sử dụng hết được. Và nó rớt là coi, thì phone rớt không sao nhưng mà nó rớt nhiều thì cũng không tiện. Còn máy quay GoPro thì nó nhỏ, nó gọn, nó chỉ là có một chức năng là để quay phim cho nên nó quay đẹp hơn. Và nó gọn cho nên mình dễ quay, mình không mắc cỡ, mình đi mình quay và mình siêng quay hơn. Thì cái đây là cái setup mà yêu thích của nắng ấm, thì mình không có bỏ cục pin ở trong, chỉ cái này với này thôi. Nhiều lúc mình ngồi mình quay trong cái nhà kính mà mình muốn cho nó sáng á, cái mình để máy quay này xong mình để cái đèn, tại cái đèn nó tự lập, các bạn nó không cần kết nối, nó chỉ là đó. Thì mình để nó về, mình để nó vậy thôi, rồi mình quay, mình để nó về nè, mình quay. Thì nói chung là mình vẫn thích GoPro hơn. Và hỏi mình có muốn mua GoPro nữa không thì mình sẽ muốn mua. Nhưng mà mình khuyên các bạn, nếu mà bắt đầu cái kênh YouTube channel thì các bạn có gì xài nấy, là có cái phone thì xài cái phone. Phone quay khá đẹp, nhưng mà cái phone mà camera trước là hiện tại mình dùng á, thì quay nó không có đẹp và nét. Nó rất là dễ bị thí dụ mình coi cái màn hình bự hơn chút cái iPad là thấy nó hơi mờ, nó không có đẹp. Nhưng mà cái video mình này á, mình bắt buộc phải quay bằng cái phone, tại vì GoPro mình đang cầm nó, thì đó là vậy. Thì nếu mà hỏi nắng ấm là các bạn có nên mua mua cái Creator Edition này không thì cũng được. Mình cảm thấy cái này nó hơi không có tiện lắm. Nhưng mà nó có để mình xài. Nhiều lúc mình quay á, mình dùng cái microphone á, mình dùng cái microphone thì nó sẽ nghe hay hơn.
Nhưng mà trong trường hợp các bạn không có microphone thì cái GoPro nó pick up cái tiếng nói rất là hay. Và các bạn gắn vô đây thì pick up tiếng nói cũng rất là hay. Thì hiện tại mình dùng cái phone thì mình dùng cái headset này thì nó sẽ loại được những âm thanh ở phía bên ngoài, mà nó chỉ dùng cái, nó chỉ nghe cái giọng nói của các bạn nhiều hơn thôi. Thì nếu mà các bạn muốn mua thì mua hết cái này cũng được, thì mình mua cái giá là 550 thì gần 600 đô, mình thấy cũng khá là đau lòng. Nhưng mà không sao, giống như các bạn thích thì đầu tư. Nếu mà ai đã có việc làm ở ngoài, có tiền thì muốn xài cho YouTube thì xài, còn không á thì các bạn bắt đầu YouTube thì chỉ dùng cái phone, sau này có tiền hãy có GoPro. Thì còn các bạn không có tiền, các bạn có chỉ mua chỉ cái máy GoPro không, rồi mua cái cục pin riêng. Thì khi mua cái máy GoPro không thì nó đưa cho bạn cái này rồi thêm cục pin vậy đó, thì nó cũng tiện, thì cái giá nó sẽ rẻ hơn một chút. Nhưng mà mua hết cái này dùng thì cũng tốt. Còn bây giờ mà đi ra ngoài mà nó ngắm sợ hết pin thì nó chỉ cầm cái này để đi quay phim thôi. Và bên cạnh đó mình cũng đem theo hai cục pin để trong trường hợp cái này nó hết pin thì mình sẽ dùng đến cái này, dạng vậy á. Sau khi các bạn quay á, thì nói chung là cái thẻ nhớ đó với cục pin này thì các bạn quay xả láng sáng dậy sớm là 5 tiếng luôn, thoải mái luôn. Sau đó thì các bạn sẽ về nhà và chạc pin. Trong lúc chạc pin thì các bạn sẽ mở cái app ra để bắt đầu transfer tất cả những hình ảnh này vào trong cái application của cái phone. Rồi sau cái application của cái phone thì mình mới download xuống cái phone của mình để mình chỉnh sửa. Thì nếu mà dùng máy quay GoPro thì các bạn buộc phải có một cái phone xịn để có thể nhìn giữ cái hình ảnh nó xịn để các bạn chỉnh sửa video trên phone, rồi ra cái file, ra cái video. Còn nếu mà các bạn muốn chỉnh cho đàng hoàng thì mua thêm một cái MacBook nữa, thì phải mua cái thẻ nhớ, mua thêm một cái MacBook nữa thì để chỉnh sửa cho nó ấy, cho nó tốt. Nhưng mà đối với mình á, hiện tại mình làm YouTube á, thì mình chỉ cần cái phone và cái máy quay GoPro là mình thấy ổn định rồi. Hồi xưa thì mình làm YouTube mà lên tới 29.000 subscriber thì mình chỉ dùng cái phone mà thôi. Nhưng mà giờ thì mình thấy GoPro, mình là fan của GoPro và mình rất là thích á, thì mình mua cái này thì mình rất là thích luôn. Thì nó có cái cục pin ở ngoài, nó có cái màn hình trước. Như các bạn thấy, cái mỗi cái máy á, thì nếu mà nó dùng chỉ một chức năng thì nó sẽ tốt hơn cái máy khác. Còn cái điện thoại á, thì nó có cái camera, rồi nó có nhận email, gọi điện, lướt web, thì nhiều chức năng. Thì dĩ nhiên cái máy quay á, nó sẽ không bự và không đẹp bằng máy quay GoPro. Nhưng mà nói đi nói lại thì phone bây giờ nó rất là quay khá là đẹp. Cho nên á, GoPro nó bị ế và những cái camera khác bị ế. Nhưng mà nếu mà bạn nào muốn đầu tư YouTube và hoặc là thích quay phim á, thì dùng mua GoPro cũng được. Tuy nhiên thì cái quay GoPro thì nếu mà bạn là người mà thích technology thì cảm thấy chuyển cái video qua lại cái phone rồi edit rồi xong á, thì nó cũng khá là tiện. Còn bạn nào mà yếu technology thì nó ngẫm nghĩ cái phone là cái sự lựa chọn chính xác của bạn. Nhưng mà mình á, thì mình thích technology, mình thích học software mới. Mình tự học mấy cái này, là những gì mình nói với các bạn là mình đều tự học, không có ai chỉ dễ gì cho mình á. Mình học trên YouTube, ở trên mạng á, thì mình mới giới thiệu lại cho các bạn. Tại vì nó ngẫm có một bé fan á, em đó cũng muốn mua cái máy GoPro mà đang suy nghĩ rất là nhiều và hỏi rất là nhiều câu hỏi, thì Nắng Ấm đã trả lời hết hôm nay. Ngoài ra thì nếu mà các bạn muốn thì video sau Nắng Ấm sẽ chỉ cho các bạn cái cách mà set up ở trong cái máy quay GoPro này như thế nào để quay cho nó đẹp. Rồi cái cách mà chuyển video từ bên cái máy quay GoPro này xuống cái app của phone, rồi từ app xuống cái phone thì chỉnh sửa nó ra sao, thì đó là cái video sau. Thì hôm nay thì cái này là chỉ cho cái máy quay GoPro thôi. Thì đây là cái thumbnail đó, thì đó là nội dung của video ngày hôm nay. Thì mình muốn làm video này đã từ lâu, nhưng mà hôm nay thì có một em hỏi thì mình cũng làm video này luôn, để mình giống như là cho các bạn biết thêm về cái technology ở ngoài nó như thế nào. Thì làm YouTube nó khá là
khó khăn, giống như rất là ít người nổi tiếng và kiếm tiền từ nó. Tuy nhiên Nắng Ấm làm YouTube á, thì Nắng Ấm làm rất là nhiều video mà thích chia sẻ giúp đỡ mọi người, thì mình không có nhận được nhiều tiền trên YouTube như những người nổi tiếng khác, nhưng mà mình có rất là nhiều cái lộc, ông trộm giúp mình có nhiều cái sự may mắn khác, thì Nắng Ấm rất là vui. Cho nên YouTube là cái gì đó mình thích làm, giống như là chơi, giống như chơi cái máy này thôi. Thì sau khi các bạn chuyển video từ cái máy qua cái app, rồi các bạn chỉnh sửa video bỏ lên YouTube, sau đó mình delete hết, thì nó rất là tiện, sau đó thì xài lại thôi, không có tốn gì hết. Thì đó là cái video của Nắng Ấm ngày hôm nay. Thì Nắng Ấm sẽ hẹn gặp lại các bạn vào video sau. Mình sẽ chỉ thêm các bước xài của máy quay GoPro. Và chúc các bạn một ngày vui. Bye bye.